nếu ngày ấy vua Quang Trung không mất sớm, vận mệnh nước Việt sẽ thế nào? Sau chiến thắng mùa xuân Kỷ Dậu, vua Quang Trung nỗ lực xây dựng đất nước. Dù chỉ tại vị có 4 năm ngắn ngủi, nhưng vua đã chứng tỏ ngài không phải chỉ là một nhà quân sự lỗi lạc nhất trong lịch sử, mà còn là một nhà chính trị xuất sắc nhất, với hùng tâm mở một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt. Về chính trị, ngài chia đổi Thăng Long thành Bắc Thành, chia miền Trung Châu Bắc Hà thành 7 trấn là Sơn Nam Thượng, Sơn Nam Hạ, Sơn Tây, Kinh Bắc, Hải Dương, Phụng Thiên, Thanh Hóa ngoại. Miền Sơn cuộc chia thành 7 trấn: Lạng Sơn, Hưng Hóa, Thái Nguyên, Yên Quảng, Lạng Sơn, Cao Bằng và Tuyên Quang. Về văn hóa, ngài cho mở trường học khắp các thôn xã. Những nơi nào không thể mở trường học thì mượn đình chùa làm nơi dạy dỗ. Vua Quang Trung là ông vua Việt Nam đầu tiên đã có sáng kiến áp dụng một nền giáo dục phổ thông cho dân chúng. Và ngài cũng là vị vua đầu tiên đã thực hiện một cuộc cách mạng dân tộc là dùng chữ Nôm trong tất cả các chiếu biểu, văn thư hành chánh. Về quân sự, quân lực Tây Sơn gồm 5 quân căn bản là Tiền, Hậu, Trung, Tả, Hữu, và những đội quân đặc biệt dùng như lực lượng trừ bị là Tả Bật, Hư Vũ Bật, Ngũ Chế, Kiến Thành, Thiên Cán, Thiên Trường, Thiên Sánh, Hổ Bôn, Hổ Hầu, Thị Lân, Thị Loan. Ở các phủ huyện có quân đội địa phương gồm có đạo, cơ, đội. Quân chủ lực của Tây Sơn bấy giờ cứ 5 người mới có một cây súng trường, nhưng thiện dụng hỏa hổ và gan dạ phi thường. Vì chuẩn bị đánh nhau với nhà Thanh sau này, ngài thu đố đồng trong nước để đúc đồ binh khí. Về ngoại giao, thời đại Quang Trung là thời đại ngoại giao vàng son nhất lịch sử chúng ta. Từ xưa chưa có một vị vua nào tỏ vẻ lấn át Trung Hoa như vua Quang Trung. Trước hết, ngài đã không chịu thân hành đi đón sắc phong của vua Càn Long, hủy bỏ tục cống người vàng hàng năm cho Tàu để đền mạng Liễu Thăng đã có kể từ thời vua Lê Thái Tổ, và cuối cùng cử sứ bộ sang Tàu đòi 22 tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây cũng như xin cưới công chúa nhà Thanh. Đau đớn thay, trong khi nhà Thanh chuẩn bị đáp ứng những đòi hỏi của Việt Nam thì vua Quang Trung lại sớm ra đi. Vũ Văn Dũng cầm đầu phái bộ ở Bắc Kinh lúc bấy giờ, khi nghe tin vua mất đã ngã ra chết giấc, và sau đó có làm bài thơ khóc vua như sau: Bố y phấn tích ngũ niên trung, kim cổ ti vi sự bất đồng, thiên vị Ngô Hoàng tăng nhất kỷ, bất ư đường Tống thuyết anh hùng. Lịch sử không thể nói hết những nét phi thường của vua Quang Trung. Ngài là một vị tướng bách thắng, từ lúc cầm quân đánh Phú Yên cho đến lúc mất chưa bao giờ biết nếm mùi thất bại. Ngài là một nhà chính trị tài ba, chứng tỏ sau 4 năm xây dựng Bắc Hà qua các chính sách kinh tế, văn hóa, giáo dục,